một set bộ rất là xinh lại tiếp tục được mang ra để review cho mọi người đây. Mọi người thấy xinh không? Mà màu sắc của nó thì chắc chắn là nhiều chị em thích rồi, đó là màu đỏ. Màu đỏ thì sẽ khiến chúng ta nổi bật hơn. Bây giờ Phương sẽ lý giải nhé, tại sao mà đèn giao thông lại có màu đỏ khi mà để chúng ta dừng lại. Bởi vì màu đỏ là một cái màu có bức xạ nhiệt rất là mạnh, nên là khi mà nhìn thấy màu đỏ thì chúng ta sẽ bị chú ý đến nó đầu tiên đó. Nên là những bộ trang phục màu đỏ cũng để dành cho chúng ta muốn nhìn chúng ta nổi bật hơn đó. Ví dụ như ở nhà chúng ta, ở nhà ví dụ với chồng chẳng hạn, chúng ta đã hay mặc những cái màu sắc pastel, những cái màu nhẹ nhàng rồi, thì lâu lâu chúng ta phải mặc màu đỏ để nhìn nó khác biệt đi đấy. Và màu đỏ thì cũng rất là tôn da nữa, nhìn trắng hơn. Đây mọi người nhìn này, áo ấy thì là dáng kiểu hơi bo ở phần này đấy, rất là sang trọng luôn. Có một cái phần giả cúc, ở đây là giả cúc thôi chứ không phải là cúc thật đâu, chúng ta chỉ được chui đầu mặc như bình thường như những set bộ khác. Tay thì là dáng cánh rơi này, sắn gấu này, nhìn rất là sang. Quần thì là quần dạng quần Alibaba, nên là mặc rất là thoải mái và che được hết khuyết điểm của vùng chân của chúng ta. Dáng của cái set này thì cũng rất là đẹp này. Và set này ấy thì chỉ có giá là vài trăm nghìn thôi, nên là chúng ta không còn phải đắn đo gì khi mua nhá. Đấy, giá thì siêu rẻ rồi, không phải lo. Set này thì cũng có đủ size luôn, SML và XL để chúng ta lựa chọn. Ví dụ như là những ai mà tầm từ 45 cho đến 50 cân thì mặc size S này, từ 50 cân cho đến 55kg mặc size M này, từ 55kg cho đến 60 cân mặc size L này. Đấy, chúng ta từ 60kg đổ lên thì mặc size XL. Nói chung là rất là dễ để lựa chọn size. Ngoài ra thì đây thì toàn là chất liệu kiểu thun này, xong rồi thụng này. Đấy, rất là dễ để chúng ta mua, kể cả ai mà 52kg thì vẫn có thể mặc size S được. Nên là Phương cũng mong là những cái set bộ như này ấy, chúng ta không cần phải đắn đo gì cả. Chúng ta chỉ việc đặt hàng và sẽ được ship về tận nhà. Đấy, còn ví dụ những cái gì mà nó phải có form dáng, những cái váy chẳng hạn, thì chúng ta mới cần đến tận nơi để thử thôi.